Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 213. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở mình là quyết tâm niệm Phật để về cực lạc. Vì thì mình quyết tâm niệm Phật thì mình phải gây dựng cái gì? Tín nguyện. Giống như bị học nghề thôi, quyết tâm học cho ra nghề thì là tín nguyện chứ gì. Mình tin bản thân mình sẽ làm được thì nhất định mình sẽ hướng đến mục tiêu làm được. Mà gây dựng được tín nguyện niệm Phật là ngay chỗ nào? Vì tin Phật. Tu cái pháp tu mà mười phương chư Phật đều tán thán, cái pháp tu như vậy mà mình còn lo ngại gì? Cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán thán thì pháp tu này bị tu, vì còn lo ngại gì nữa vậy? Đúng không? Mà chư Phật tán thán tịnh độ, mà cái người ở cõi này người ta phỉ báng tịnh độ vì nghe làm chi? Lo làm chi? Phật tán thán tịnh độ, chúng ta cứ tin Phật đi. Y pháp bất y nhân. Đa phần bộ kinh nào cũng nói về Tây phương cực lạc an vui. Kinh Du Lan báo hiếu cũng sanh về cực lạc an vui. Có không? Đọc thế coi có không? Từ nơi đó mình tu một cái pháp tu mà được mười phương chư Phật đều tán thán, chư tổ sư bậc cao tăng đều tán thán. Ngài Bá Trượng Thiền Sư, đồ tôn của Lục Tổ, ngài tán thán rằng tu pháp niệm Phật là vững vàng nhất. Tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Nên chúng ta tu tịnh độ, cái chỗ mà gầy dựng tín nguyện của chúng ta là có nguồn gốc để gầy dựng tín nguyện. Vì sao? Chư Phật tán thán, chư tổ tán thán, 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, trong đó có ngài Triết Ngộ Thiền Sư. Ngài nêu lên bài kệ: thật gì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Còn ngài Thiện Đạo Đại Sư là nhị tổ của Tịnh Độ Tông, tuyên truyền rằng ngài là Phật A Di Đà Quá Thăng. Vì đọc những câu công đoạn của ngài Thiện Đạo Đại Sư đi, rồi vì nghe sự tán thán của Thiện Đạo Đại Sư, đó là Phật A Di Đà nói đó. Chúng ta tu một cái pháp tu mà yên tâm như vậy thì còn lo nghĩ gì mà không gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời. Nên cái người niệm Phật mà bỏ cuộc là do người này không biết nhìn cái nguồn gốc để đặt lòng tin để tu cho được có kết quả. Hòa Thượng Ái Hiền, ngài dành thời gian niệm câu Phật hiệu 92 năm. Những đức nói với vị nghe, chứ câu Phật hiệu này vị niệm bao nhiêu trăm năm, ngàn năm cũng được. Tại dù quý vị chưa có gì cần lạc, như vị vẫn an lạc vui vẻ, vì thì niệm chừng nào mà không được. Hòa Thượng Ái Hiền ngài sống an lạc vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Ngài nói một câu để là cho đời rằng tất cả việc thế gian là giả, chỉ có niệm Phật là thật. Vì niệm Phật giáng sanh là thật. Còn cái việc thế gian thì phải làm cho thật là tốt, nhưng phải vì phải hiểu nó là giả. Và tôi nghe ngài nói một câu rằng niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Là câu này dành cho ai? Tín nguyện niệm Phật 100% với quý vị. Chính bản thân của những đức nấu ăn cảm giác được này, rửa nhà vệ sinh cảm giác được này. Những đức nấu ăn, trong cái việc nấu ăn những đức niệm Phật. Vì sao? Những đức biết niệm Phật được lợi ích lớn. Đã biết lợi ích lớn, vì sao không niệm Phật? Chỉ có người không cảm giác được lợi ích lớn thì quý vị mới không niệm Phật. Nếu như quý vị cảm nhận được tin niệm Phật duyên phước thù thắng,
Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, thì làm gì bị không niệm Phật. Có nhiều người mang nghiệp phá thai gặp những đức nói rằng: con xin hỏi thầy dùng cách nào để cầu siêu cho hương linh thai nhi kết quả nhất. Những đức hỏi, quý vị hỏi, những đức nói vị tin không? Họ nói dạ con tin. Thầy nói đi. Như đó, niệm Phật. Chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Đây là cách siêu độ cho hương linh thai nhi và củ quyền thất tổ mình thù thắng nhất. Quý vị nhớ nè, mình là một con người ngày xưa thì chưa từng tu đạo, chưa từng có đạo đức. Bây giờ tự nhiên nổi lên bằng bản thân của mình thích tu đạo, thích tu đạo. Bao nhiêu người, người ta đang quan sát để ý mình, quan sát để ý mình thật sự mình có tu đạo thiệt không. Khi người ta thấy mình chăng thật làm mà mình an lạc vui vẻ, từ từ người ta nhìn mình, ta để ý, ta nhìn mình rồi bắt đầu như thế nào. Lúc đó người ta mới học theo mình, mới học theo mình. Nhớ kỹ nghe, người ta mới học theo mình. Nên mình tu, mình an lạc, mình có lợi ích, mình có kết quả, người ta mới học theo mình. Còn mình tu mà mình không có sự an lạc, không có lợi ích gì, ai làm theo mình? Nên mình muốn hóa độ và cầu siêu cho hương linh thai nhi và củ quyền thất tổ thì chính bản thân mình phải niệm Phật được an lạc. Bản thân mình còn đang buồn phiền, lấy đâu cầu an cho người ta? Bản thân mình còn đang nặng nề phiền não buồn giận, người ta để trong tâm, làm sao cầu siêu cho người ta? Mình lo đủ chuyện hết, lấy gì để cầu siêu? Mình bất an đủ chuyện hết, lấy đâu để cầu siêu? Chị ngồi suy nghĩ đi, ngồi suy nghĩ cho thật kỹ đi, đúng không? Nên cầu an cho người ta là bản thân mình an, như bản thân những đức thường vui thì ai gặp những đức cũng cảm thấy vui là cầu an. Xác thực không? Còn giờ bản thân những đức không bị những sự trói buộc nặng nề thì là nhẹ nhàng siêu thoát. Còn bây giờ quý vị gần chết, quý vị còn nghĩ cái tài sản gì, cái của cải gì, chồng vợ con gì, thì quý vị làm sao siêu thoát? Vì bám chỗ đó thì nó theo chỗ đó. Còn bây giờ lúc cặn tử nghĩ vì là nhớ ai với đạo Phật thì Phật rước quý vị cực lạc chứ sao, đúng không? Quá tự tại. Nên chúng ta nhớ Phật và dựng tín nguyện là một cái gì cực kỳ quan trọng. Thương ai nhớ Phật là niệm Phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nên ngày nào chúng ta cũng gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Lòng tin này có nguồn gốc rõ ràng. Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đến thế gian là gì? Đem tịnh độ để độ những chúng sanh thờ mạt pháp của chúng ta. Nếu thờ mạt pháp này mà không có pháp môn niệm Phật thì chúng sanh trong thờ mạt pháp này hoàn toàn chết hết, mà không có thể nào con đường nào siêu thoát, tiêu hết, đọa lạc hết. Dù bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, bệnh nọ, quý vị cứ niệm Phật đi. Ung thư bác sĩ chạy, vì cứ nhớ Phật niệm Phật, phát tâm ăn chay trường đi, quý vị sẽ thấy cái kết quả thù thắng lớn. Gia đình quý vị chưa chịu tu theo, bản thân của quý vị cứ là niệm Phật đi, rồi từ từ sẽ hóa độ gia đình người thân quý vị 100%. Người ta chưa tu theo mình là do bản thân của mình tu chưa đặc biệt. Mình đừng có nên dính mắc tới người ta. Bản thân mình hãy duy trì tu cho thật tốt đi. Giống như ban đầu mình làm một cái việc làm ăn gì đó, người ta chưa làm theo, nhưng người ta thấy mình làm ăn phát đạt được tốt đẹp, người ta sẽ làm theo mình, chạy theo ào ào làm theo. Nhưng bây giờ những đức tu hành, những đức niệm Phật được lợi ích, bao nhiêu người ta tu cùng những đức, người ta đi theo những đức. Rõ ràng không? Rất rõ ràng. Nên khi bản thân mình đã nhận thức được điều này rồi, quý vị tu học rất là lợi ích lớn, mà sẽ độ được chúng sanh. Đừng có phan duyên,
Tỳ duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tay ương. Cả bạn bè cho chúng nháo gì, có những việc mình đừng, mình không dính thì đừng dính. Có những việc của người ta mình không dính thì đừng dính. Thì bạn bè dẫn chân chúng nhau, đủ duyên mình nhắc người ta một hai lần. Còn nếu mình thấy cái mọi không được thà mình đừng đụng chuyện của người ta. Thì quý vị vẫn còn chơi chung với nhau. Chúng ta cứ gầy dựng mình cho thật là tốt, thì người ta nhìn mình người ta sẽ học theo. Gầy dựng mình đi cho thật là tốt, thì người ta sẽ học theo mình. Phật pháp hay lắm quý vị. Phật pháp giúp chúng ta lìa khổ được vui mà. Phật pháp giúp chúng ta được an lạc tự tại mà quý vị. Phật pháp đặc biệt như vậy, vì sao chúng ta không học Phật? Không học Phật là sự thiệt thòi cực kỳ lớn cho cuộc đời chúng ta. Nhớ kỹ nghe, không học Phật là một việc cực kỳ thiệt thòi. Dù quý vị có làm việc lớn gì trong cuộc đời, có giàu cỡ nào đi chăng, nhưng quý vị không học Phật thì quý vị đâu có lối đi về con đường giải thoát. Nên ngày nào những đức cũng động viên chúng ta, thúc đẩy mình niệm Phật. Giống mình làm một cái việc gì đó mà người ta cứ nâng mình lên, thì quý vị thấy cái việc làm này mình thích thú, đúng không? Còn bản thân của chúng ta, mình làm một cái việc gì mà người ta cũng đều phê phán thì bản thân mình không hưng khởi được. Còn bây giờ mình niệm Phật, Phật tán thán mà mình lo gì, mình không niệm Phật. Nên hàng cư sĩ khắp nơi nơi nghe gì phải siêng niệm Phật. Đa phần cái việc gì những đức làm cũng được tốt, nhưng là nhờ những đức niệm Phật. Niệm niệm nghĩ gì người, niệm Phật và niệm niệm nghĩ gì người, nghĩ lợi ích cho người ta. Bây giờ mỗi tuần thứ bảy, những đức xuống nhà bếp, những đức nấu ăn, những món đồ ăn mà chính tay mình nấu ra để cho Phật tử về dùng. Người ta lên tu xuống người ta ăn cơm, như thứ bảy tuần này người ta về người ta ăn cơm, người ta vui quá nghỉ sao. Thì cái thức ăn đó gọi là mỹ vị. Ăn cái thức ăn mà cảm nhận được cái tâm biết ơn, cái tâm quan hỷ, cái tâm vui vẻ, đó là mỹ vị. Mà mỹ vị nó chữa bệnh đó quý vị, không có giỡn đâu nghe. Mỹ vị nó chữa bệnh đó. Tâm an lạc vui vẻ thành mỹ vị là chữa bệnh. Phải nhận thức cực kỳ sâu sắc thì quý vị sẽ thấy Phật pháp hay lắm. Những đức có khi mà tiếp những phái đoàn quý vị biết, họ mà họ quan hỷ, họ vui vô cùng vui. Nên mình đi về chùa, một là ông thầy cũng đang ngồi ăn cơm, mình chờ đợi chút mình gặp. Ông thầy cũng đang ăn cơm, mình đừng có đến, thấy không? Thí dụ như có những cái việc mà người ta đang cá nhân về cái việc người ta, mình đừng có đến gần. Điều kế tiếp đó là người ta đang rửa mặt đánh răng, mình đừng có lỡ nói chuyện với người ta. Thì cái này người ta đang cá nhân, vệ sinh cá nhân bản thân người ta, mình lỡ đứng nói chuyện làm gì, thấy không? Rồi thí dụ như người ta đang ngồi ăn, mình đừng có lỡ. Mình ta đang ngồi ăn, mình lỡ mình đứng mình nói chuyện người ta ăn sao mà được, thấy không? Cái này mỗi người phải nhận thức sâu sắc đó nghe. Hoặc là người ta đang tiểu tiện gì, mình đừng có lỡ, mình đứng mình nói chuyện. Cách xa xa mình cũng đừng nói chuyện, vì nói chuyện sao người ta tiểu tiện được, thấy không? Những cái việc này chúng ta nhận thức coi mình có phạm, mình điều chỉnh, mình sửa. Còn cái món đồ gì mình cần dùng, mình phải hỏi người ta một tiếng mình mới dám lấy dùng. Mình không hỏi là mình mang tội ăn cắp. Những việc như Đức nói cực kỳ đơn giản cho quý vị nhận thức. Còn chỗ xung quanh người ta đang ngồi ăn cơm đông đúc, trong chùa chiền hay trong một đoàn thể gì đó, mình nên coi điện thoại coi mình tắt nguồn hay cài chế độ rung gì, mình chuyển lại chế độ rung, đừng phát chuông. Lịch sự. Còn hoặc là xung quanh người ta đang nói chuyện hợp hội gì, điện thoại có reo, mình nơi đó cho mình nói chuyện, mình nói chuyện được thì mình cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện nhỏ thôi, đừng tác động lớn quá, thấy không? Ví dụ xung quanh người ta đang ngồi ăn cơm, dù nơi đó có giò nước, chúng ta cũng đừng nên dội vàng đến xả giò nước mạnh quá, xúc miệng phun khạc. Làm điều này không đặc biệt, xem lại mình có gì không, điều chỉnh sửa đi. Đó. Đó. Những điều căn bản trong cái cuộc sống đó quý vị. Còn mình là người phụ nữ, mình ngồi chùm hổm, nhìn xung quanh bao nhiêu người, bản thân mình tự khéo gói ghém mình ngồi sao cho phù hợp.
Có khi mình chụp hình, bản thân mình cũng không nên chùm hởm, bành cái đùi ra mình chụp. Mình ngồi thì sao, mình là phụ nữ mà. Đó. Còn mình bằng áo rộng, mình coi trước mặt bao nhiêu người, bản thân mình phải như thế nào. Đó là một cái nhân cách. Nó không phải khó khăn gì đâu quý vị. Đó là một nhân cách, nó toát ra một cái lẽ, cái vẻ quý phái và được người ta tôn trọng quý vị. Đúng không? Đó. Còn mình ăn uống gì, mình ngồi với mọi người, mình không thể nào tùy tiện lấy cái tâm ra mình sọt 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 vô răng mình. Nghe răng ra kỳ lắm. Mình che miệng mình làm cho đàng hoàng. Còn mình á, ăn uống hợp hội gì, mình là phụ nữ, mình đi đâu mình cũng cầm theo cái kiến nhỏ. Mình ăn xong trong giỏ mình có cái tâm, mình tại chỗ đó mình kỹ lưỡng đàng hoàng, mình coi cái răng mình có dính đồ ăn đủ hay không, mình khéo léo làm sao để mình có một cái sự tự tin trước mặt mọi người. Những cái việc này quý vị thấy nó rất đơn giản đúng không? Từ niệm Phật mà nhìn ra những cái việc trong cái cuộc sống đơn giản đó. Có nhiều người người ta học cao hiểu rộng đó quý vị, nhưng mà những cái việc đơn giản này lạ thay người ta nghĩ nó quá tầm thường, ta không quan tâm đến, nhưng nó lại phá cái nhân cách của người ta, rất nguy hiểm. Nên phải gây dựng tín nguyện niệm Phật, chân thật niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, nhớ A Di Đà Phật, quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.